Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's at the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Oh, hello. Và hôm nay chúng ta đang bị sâu răng cho nên thực ra cũng không phải sâu răng đâu mà mình chỉ bị một chút vấn đề về răng và hôm nay chúng ta sẽ phải gặp thằng này. Ok, và nó nói cái gì đây? Mày không thể trốn thoát được đâu con trai. To be continued. Ok. Cái gì đấy? Ủa sao có chìa khóa? Ok. Rồi, đây là mở được cái chìa khóa rồi. Rất là dễ dàng. Kèm mình đang con gác nhiều số răng mới. Ok. Kèm mình đang con gác. Không để ăn gì mình. Dạ. Răng giả. Cái phòng này nó bẩn quá cả ra. Trời ạ. Đúng một cái nha khoa mà nó cứ như kiểu chỗ để đi hành quyết ấy. Lại kem mình răng. Có vẻ nơi này là thôi xong rồi. Kem mình răng côn gác rất là thơm. Ok, rồi bây giờ vào cửa nào còn này. Không được. Ok, qua rồi. Gì đây? Ok, và bây giờ nó chơi cái bàn chải. Và cái bàn chải nó... What? Cái bàn chải nó to hơn người mình sao nhét vào răng? Thôi kệ đi. Mình cũng không quan tâm. Cái gì đấy? Ê, mùa. Không, em không có tiền, em nghèo. Ok. Đây là nước xúc miệng Listerine. Ok. Ở đâu? Cái này ly nước. Ôi, thằng bác sĩ đã uống axit à? Trời, mình có một cái cách. Ủa, chưa kịp làm gì luôn. Nó bảo là có chuyện gì đó. Này phải chọn à. Trời ạ. Vậy chắc bên này là an toàn này. Đấy, ok. Nhờ cách ăn hên nào. 1, 2, 3. Tất nhiên rồi. Nhân vật chính mà. Ok. Mà bây giờ, ui. Trời, cái khu nhổ răng mà chơi nguyên con dao luôn. Nó nhổ răng bằng dao. À, bấm nút này đúng không? Ôi, đúng rồi. Mở cửa ra cho anh nắng vào phòng. Ok. Tránh mấy cái răng giả gì. Rồi. Cửa nào? À, cái cửa to này. Đó. Và bây giờ chúng ta lại là kem đánh răng. What? Ủa, sao nhảy xuyên con luôn vậy? Ok. Mình cũng chưa hiểu cái thử thách này lắm. Ok. Đi trên này à? What? Nhảy lên mấy cái miếng này. Trời ơi. Không lẽ nó khó vậy sao? Bây giờ là làm sao nhỉ? What the? Mắt con này nó tròn cái gỗ. Ôi. Nghe mình nhớ mắt tao thằng nha sĩ nó ngủ các bác ạ. Nó đang ngủ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhét một miếng hamburger vào mồm nó. Hamburger. Rồi, xong. Gì vậy? Đang coi thời sự à? Để coi thời sự có gì nào. Hello, motherfucker. Rồi, không có gì đâu. Rồi, ok. Ôi, cái gì này? Rồi, box. Một cái hộp. Để làm gì đó thì mình cũng không biết.
Ủa, nó bảo đặt ở đâu? Ồ. Rồi mở cửa này, à không. Rồi sao? À, sửa lại cái căn phòng. Sửa lại căn phòng. Thằng bác sĩ này nó tâm thần thật rồi. Này phải gọi là bác sĩ tâm thần nữa, bác sĩ nha khoa nữa. Ok, mấy cái hộp này quá là easy để nhảy qua. Rồi, lại nhảy vào đây tiếp gì? Rồi. Một trong những cánh cửa này nó sẽ dần tới. Cánh cửa nào đây? Để lại sử dụng nhân vật chính ạ. Gay. Mình con ghẻ của game này rồi. Ok, còn hai cửa này. Tao tin tưởng mày. Ok. Chỉ còn mày thôi. Ok. Ôi. Ok, giờ bình tĩnh lại nào. Cái thằng này nó nghiện game đánh răng rồi. Ok. Ui. Cái what the fuck gì thế này? Thằng này nó nuôi cả một cái thằng nếu gì này mà răng vàng khè ra xong rồi. Rồi. Xong bị nó ăn rồi. Không sao. Thuộc cái răng vàng này. Răng này thật là bẩn. Ok. Và trong cổ họng thằng này nó có cái mảnh răng. Ok. Ui. Một tí nữa là chết. Em coi cái thử thách này cũng khá là dễ. Rồi. À, chúng ta đã xuống đường tiêu hóa của nó và nó đã ăn quả bíp gì, quả táo này, quả chuối, cam. What? Ok, cứ cho đại quả này quả mãng cầu đi, hình như vậy. Ok, đây nữa. Ở đâu? Quả này quả mãng cụt chứ sao mãng cầu ta? Ok đi. Rồi, chúng ta đã xong. Rồi bây giờ đến xương sống. Ủa? Có vẻ điều gì lạ lạ ở đây nhưng mà thôi. Rồi, chúng ta đi đâu đây? Ui cướp! Oh my god. Đây là thử thách bận bự nhất mà mình từng gặp các bác ạ. Cướp, cướp, cướp. Ôi giời. Ôi, dình cứt thế này về tắm mệt lắm này. Thật là cái game bận bựa nhất mà mình từng chơi. Bận bựa. Rồi. Chúng ta ra bằng đường đít của nó. Ủa, cái đít nó rồi. Ok. Ô, mình đã thoát ra được ngoài rồi. Yeah, man. Thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chỉ việc chúng ta đã chiến thắng. Vậy là chúng ta đã thoát khỏi. Chúng ta đang biến thành Akiji. Ok. Và chúng ta đã trốn thoát khỏi thằng nha sĩ bẩn bựa này rồi. Và clip đến đây là kết thúc. Tạm biệt anh em nhé. See ya, boy.